Chào tất cả quý khách hàng, đầu xuân năm mới thì Shop Công Nghệ TND gửi lời chúc đến quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe, làm ăn gặp thật nhiều may mắn các bạn nhé. Shop Công Nghệ TND thì đầu năm mình sẽ triển khai chương trình đó là thu máy cũ đổi máy mới. Vì rất nhiều các bạn sử dụng những chiếc laptop như PC mà các bạn dùng lâu rồi mà cái cấu hình hiện nay không đủ đáp ứng được, thì các bạn có thể mang chiếc laptop cũ đó hoặc là PC cũ qua cửa hàng mình có thể check cấu hình, sau đó thì mình sẽ báo giá nhập lại và đổi cho các bạn một cái cấu hình nó vừa đủ với nhu cầu của quý khách hàng. Ngoài ra thì chương trình cửa hàng mình thì thu tất cả những dòng sản phẩm từ Apple, các dòng sản phẩm như này. Các bạn biết là mình kinh doanh trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội. Chính vì thế nếu mà các bạn sử dụng những chiếc máy mà các bạn không có nhu cầu sử dụng nữa mà các bạn có thể bán thanh lý thì cứ alo cho mình. Thì thứ nhất là đội ngũ kinh doanh bên mình, thứ nhất sẽ là check cấu hình và cái hình thức, sau đó thì báo giá. Tại vì cũng rất nhiều bạn là sử dụng những dòng sản phẩm công nghệ nhưng lại không biết là cái máy cũ của mình giá hiện tại nó là bao nhiêu, thì các bạn có thể gọi bên mình sẽ check trực tiếp hình thức cũng như là cái cấu hình máy ở bên trong và máy có sử dụng còn tốt hay không, và báo giá trực tiếp cho các bạn. Số mình thì kinh doanh tại thị trường Việt Nam thì cũng được gần 20 năm rồi các bạn ạ. Mình có cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Nếu như các bạn sử dụng những chiếc laptop mà các bạn dùng lâu rồi, các bạn muốn đổi sang một chiếc laptop mới, thì các bạn có thể mang chiếc laptop cũ đó qua cửa hàng mình. Mình sẽ check cấu hình và cái giá hiện tại, sau đó sẽ đổi cho các bạn một cái model mới hơn. Hoặc đơn giản là các bạn cần thanh lý những chiếc laptop hoặc những cái dòng sản phẩm công nghệ của Apple, ví dụ tất cả những dòng sản phẩm như là iMac này, MacBook, các bạn cần bán lại thì cứ có thể mang qua cửa hàng mình sẽ check trực tiếp. Các bạn yên tâm thì ở đây là nhà mình mua tại gốc của bán tại ngọn và mình kinh doanh trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Và khi các bạn bán thì mình check giá thì chắc chắn là giá sẽ tốt nhất tại thị trường, bởi vì đây là cửa hàng bán lẻ và mình trực tiếp là mình thu của các bạn. Còn nếu như các bạn mà cần đổi máy, mình sẽ trợ giá các bạn sẽ rất là tốt. Thứ nhất là mình bán được hàng thì cũng sẽ có lợi nhuận để chăm sóc lại các bạn. Và các bạn bán một cái dòng sản phẩm cũ đến những cái người mà người ta có nhu cầu, ví dụ là cái nhu cầu của các bạn dùng trước đó thì nó là ok, nhưng sau đó thì mình thay đổi cái nhu cầu trong công việc, nhiều khi nó không hợp lý, thì các bạn lại bán cho những người sau. Và cái giá trị thị trường thì mình sẽ check chuẩn giá trị thị trường để hỗ trợ mọi người, và đôi bên sẽ là cùng có lợi khi các bạn bán lại những dòng sản phẩm. Còn nếu mà công ty các bạn hoặc là doanh nghiệp các bạn mà có những dòng sản phẩm công nghệ cần thanh lý thì các bạn cứ alo cho chúng mình, đội ngũ kỹ thuật và anh em kinh doanh sẽ đến check trực tiếp sản phẩm, sau đó thì báo giá cho mọi người, ok thì bọn mình sẽ thu mua lại rất là nhanh. Còn rất nhiều bạn khi mua những dòng sản phẩm công nghệ, chẳng hạn như laptop, nhưng các bạn không tìm hiểu kỹ, các bạn mua những dòng máy hoặc là thậm chí là bố mẹ mình hoặc là có thể là đồ biếu cho tặng, nhưng mà sau khi mình sử dụng thực tế thì nó không phù hợp với các bạn, thì bạn hoàn toàn có thể mang chiếc máy đó qua cửa hàng mình sẽ hỗ trợ đổi sang cái model mà đúng với nhu cầu sử dụng thực tế của mọi người để tiết kiệm chi phí. Hiện nay cửa hàng của mình thì vừa có bộ phận kinh doanh này, kế toán này và cái bộ phận dịch vụ sau bán hàng cũng như là cái dịch vụ sửa chữa cũng như nâng cấp đều đầy đủ. Còn nếu như các bạn cần check một chiếc máy, các dòng sản phẩm laptop hoặc PC mà các bạn không hiểu biết gì về máy tính chẳng hạn, các bạn nhờ bên mình check thì các bạn hoàn toàn có thể mang qua bên mình check để các bạn có thể bán cho một người khác. Hoặc là ở đây thì các bạn muốn mua một dòng sản phẩm của ai đó nhưng lại không biết cái dòng sản phẩm công nghệ đó nó có thực sự tốt hay không, thì bạn có thể mang qua bên mình sẽ check cho các bạn và mình sẽ báo giá trực tiếp cho hai bên mà chúng ta có thể thỏa thuận mua bán, mà biết những dòng sản phẩm nó còn tốt hay không và giá trị thực tế của nó ra sao thì chúng ta sẽ cùng kết nối với nhau. Còn nếu như các bạn có nguồn hàng từ nước ngoài hoặc là những cái nguồn hàng mà cần bán thì các bạn có thể liên hệ với mình tên Lương là chủ cửa hàng, thì các bạn báo giá dòng sản phẩm khi các bạn có mà mình cảm thấy kinh doanh được ok thì chúng ta sẽ cùng kết hợp đấy, cùng buôn cùng bán. Và trên tất cả các nền tảng mạng xã hội thì mình có các kênh review như là Facebook này, YouTube, thì các bạn đều biết là mình làm rất lâu rồi. Và như thế này thì chúng ta sẽ kết nối nhanh hơn và cái nguồn hàng chúng ta đẩy nhanh hơn và kinh doanh sẽ tốt hơn. Bạn cần bán, tôi cần mua sẽ rất là nhanh. Mình có một cái chương trình này cũng khá là hay. Nếu như các bạn có những dòng sản phẩm mà các bạn không lặng đầu về kinh tế mà các bạn muốn tập buôn bán hoặc là các bạn muốn bán được mức giá cao thì bạn hoàn toàn có thể mang qua cửa hàng mình ký gửi. Bởi vì mình có trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, sau đó mình đăng những cái dòng sản phẩm của bạn ký gửi bên mình sẽ bán ở mức giá ok nhất. Ví dụ như bán trao tay thì nó khác, còn nếu mà bán với cái dịch vụ bảo hành và uy tín của cửa hàng thì các bạn có thể cộng thêm từ khoảng 5 đến 10% cho mình. Thế là ok rồi, mình sẽ đứng ra bảo hành cho mọi người. Chốt lại trong video này thì thứ nhất, các bạn cần bán thì mình mua, các bạn cần mua thì mình bán. Mình sẽ làm một cái kênh trung gian để kết nối lại tất cả những dòng sản phẩm công nghệ, chủ yếu là laptop này, các dòng sản phẩm laptop như là văn phòng, laptop gaming cũng như các dòng sản phẩm
laptop Quotition và cũng như cái dòng sản phẩm Apple, chúng ta kết nối lại với nhau. Và thứ nhất là mình là người mà có kiến thức chuyên kinh doanh về dòng này, thì thứ nhất là mình sẽ check máy cho các bạn rất là tốt này, đúng không ạ? Và mình bán những dòng sản phẩm tốt cho các bạn và tránh những cái dòng sản phẩm mà model bị lỗi chẳng hạn khi chúng ta mua và chúng ta sử dụng. Và có những cái dịch vụ service rồi, nếu như không may máy hỏng thì chúng ta vẫn có đội ngũ chăm sóc và bảo hành, thay thế và nâng cấp linh kiện sau này. Đối với các bạn mà muốn khởi nghiệp cái ngành laptop này, nếu như thực sự các bạn mà chưa hiểu biết về dòng máy tính cũng như các dòng sản phẩm của Apple thì các bạn hoàn toàn có thể liên kết với mình. Ví dụ mình có sản phẩm thì các anh em có thể lấy máy của mình đăng bài lại sau đó bán và nhận hoa hồng, hoặc là anh em có thể là không muốn mất nhiều vốn thì anh em có thể là mình sẽ cho mượn máy trong ngày chẳng hạn, 1 hoặc 2-3 ngày, nếu như giá chúng ta cùng thỏa thuận mà chúng ta cùng bán cho khách hàng, ai là người bảo hành, hoặc là tôi người bảo hành hoặc bạn là người bảo hành, thì mình sẽ có một cái mức giá tốt nhất cho mọi người để kết nối lại mọi người với nhau. Tại vì nhiều khi mà anh em mới vào nghề ấy, anh em không có điều kiện về kinh tế, hoặc là anh em không hiểu biết về các dòng laptop nhiều hoặc là Apple nhiều, thì rất dễ có thể là bị lừa, hoặc có thể là sợ mua mà không bán được, thì anh em cứ lấy dòng sản phẩm của nhà mình sẽ sẵn sàng cho anh em mượn máy trong 1 đến 2-3 ngày. Trong trường hợp mà anh em không bán được thì anh em có thể hoàn lại máy cho mình và mình sẽ hoàn trả lại cho anh em số tiền. Lưu ý thì máy cũ sẽ được hỗ trợ được như này, nhưng đối với máy mới thì anh em phải chat khách hàng trước, chăm sóc khách hàng trước, sau đó thì mình sẽ cung cấp sản phẩm cho anh em và mình bán cho anh em với cái mức hoa hồng tốt nhất. Còn nếu trong trường hợp mà dòng sản phẩm mới mà khách hàng mua về mà không ưng back lại thì chúng ta sẽ mất một chút về chi phí mọi người nhé. Còn chốt lại cái chương trình, nếu mà cả thu mới đổi cũ thì mình sẽ trợ giá cho anh em ít nhất là từ 2 đến 5 triệu. Thì tại vì sao mình lại dám nói như vậy? Bởi thứ nhất là những cái dòng sản phẩm mình thu về thì mình sẽ có dòng sản phẩm đó mà mình bán cho người dùng đúng với nhu cầu của mình, và mình lại bán được một dòng sản phẩm cho các bạn thì mình sẽ được trợ giá cho các bạn từ 2 đến 5 triệu. Mình sẽ hỗ trợ các bạn tốt nhất ở cái gọi là cái kinh phí để các bạn có thể đổi máy, nâng cấp. Mong rằng chương trình này sẽ lan tỏa và kết nối lại mọi người với nhau nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại.